quá trời lầy lội coi nè. Dạ. Thêm trời mưa nữa. Vừa chật mà vừa ngập lụt nữa. Quá trời ẩm thấp. Uống nước nhà nước xài. Cái con á. Này là con gì? Con dèo dẹo với con ấy mới chồng mới đi biển mới vô. Con này là cầu tắm, con này là hứng nước. Xài nước nhà nước. Có xài nước mưa không? Có, hứng nước mưa cũng có, xài nước nhà nước không có. Cái này nó te tua vậy rồi đó. Dạ, te tua vậy đó mà chưa có làm lại được, chưa có tiền làm lại được. Tắm ở đâu? Đây ngay luôn. Tắm ở đây luôn. Rửa chén đây rửa luôn. Rửa chén ngay chỗ cái giò đó đó. Vệ sinh thì đi cầu của người ta. Nhờ cậu ta nâng thích này chút. Đi nhờ cách. Hả? Còn hai bé này thì có được uống sữa không? Không, không. Không chú không có chú uống sữa. Cho ăn cơm không mà. Tại vì không có tiền không cho nó uống. Giờ còn gạo không? Sao bỏ chung với quần áo vậy? Tại vì bỏ đó nó không có mưa, nó không có giọt, nó không có ướt. Bỏ đây nên giọt nó ướt hư hết. Nó móc hết. Tổng cộng là 5 triệu đồng thì cái này gửi cho gia đình. Đại diện Mạnh Thường Quân gửi cho chị nè. Cất để dành. Không, đắt đưa cho chồng. Đắt đưa cho chồng đâu đếm coi này nhiêu. Không biết. Không biết luôn hả? Đâu đưa anh đếm đi. Đếm đi để em đưa thiếu rồi sao? Có biết đếm đâu. 5 triệu á. Có biết đếm đâu. Dạ xin chào quý cô chú anh chị. Hiện tại thì Nhân đang có mặt ở tận cùng đất nước luôn. Đó chính là ở Cà Mau. Đây là lần đầu tiên Nhân đến với một cái vùng ven biển Cà Mau mà xa xôi như thế này. Thì ngay phía sau Nhân đây là một cái xóm nhà rất là lụp xụp. Ở đây thì đa số đều là nhà xây tạm ở nhờ. Thì trong này có một cái hoàn cảnh rất là khó khăn. Giờ nhờ chú dắt cho tụi con vô luôn nha. Đây là một cặp vợ chồng. Nhân có nhận được cái lời cầu cứu từ ba của cặp vợ chồng này. Hai anh chị thì bị chất độc màu da cam. Anh thì khi mà đi lao động thì có bị một cái vụ án đó là bị đâm. Còn chị thì hiện tại đang bị tâm thần khá là khờ khờ á. Còn con cái thì cũng nheo nhóc à. Cho nên là hôm nay Nhân vượt một cái quãng đường xa từ Sài Gòn xuống đây là phải 300 mấy chục cây số để ghé thăm gia đình. Nghe bà con hàng xóm nói là chị đang có bầu nữa hay gì á. Cái đường dẫn vô nhà thì nó bị ngập nước như thế này nè. Dạ em chào chị nha. Ôi căn nhà ẩm thấp vậy đó. Chú là như thế nào với chú buộc chồng của nhỏ này? Dạ. Trước tiên trước khi gặp hai anh chị á, thì chú có thể chia sẻ với con là hoàn cảnh gia đình là như thế nào không chú? Gia đình thì khổ sở lắm. Nghĩa nó thì bị bệnh, thằng chồng cũng bị bệnh rồi. Khi mà là cứ đi biển á, bị người ta đâm nó cũng hết mấy chục phần trăm, còn không mấy mấy chục phần trăm. Giờ nó còn bệnh, nó chưa dứt căn dứt cơ nữa. Giờ nó đi ra biển tự nhiên nó ngủ nửa đêm nó muốn la, đi chút nó muốn la hơi. Là bây giờ tinh thần cũng không ổn định nữa. Không ổn định. Rồi nó tự nhiên la bóp cổ nó, cái là cái nó la hơi. Rồi còn chị này thì sao? Vợ của nó nè. Nhưng mà cũng bị bệnh, bị bệnh là có giấy tờ, có lãnh lương đó. Rồi đang mang bầu luôn. Hai đứa con đó. Cái nhà này á là nằm ở cuối của cái xóm này. Con có nghe nói xóm mình thì cũng dựng nhà để ở nhờ trên đất công thôi. Chứ cũng không phải đất đai của bà con ở đây. Đúng mà không phải đất của đa con. Phần thì là khó khăn, người từ khắp nơi đổ về đây để ở nhờ rồi mưu sinh. Ở tạm. Dạ. Rồi tới nước lũ lên cái chừng lên tới đây. Ngập hả? Ngập. Chỉ còn dạ. Mẹ con mới ẩm lội là nửa người luôn á, năm kia muốn tràn lộ nữa. Hiện tại thì gia đình anh chị đang có mấy cháu vậy chú? Hai đứa cháu với cái bầu mà mổ không mà. Vậy là chuẩn bị đón bé thứ ba ha. Rồi vậy con trò chuyện với anh chị ha. Dạ. Chị tên gì? Diễm. Chị Diễm hả? Còn anh? Dạ. Dạ. Anh tên gì chị? Hào hả? Diễm. Chị là Diễm, còn anh tên gì? Hận. Hận hả? Hận. Hận Diễm. Hận Diễm. Bé này tên gì? Y Như. Bé này bé lớn hay bé nhỏ? Này bé nhỏ, này bé lớn nè. Bé này bao nhiêu tuổi? 4. Rồi bé lớn nhiêu tuổi? 6. 6 tuổi. Nhà của mình ở đây lâu chưa? Giờ cũng ở không hơi lâu rồi.
bao nhiêu năm rồi? Con không nhớ luôn. Rồi đang có bầu nữa hay gì đây? Sao khó khăn mà đẻ nhiều vậy? Ba đứa rồi. Đứa này nó nghỉ rồi. Em có nghe nói là chị bị chất độc da cam đúng không? Anh cũng bị luôn. Anh còn bị một cái tai nạn đó là bị người ta đâm. Bị ta đâm. Là vì sao vậy chị? Đi biển không biết nên không biết sao bị đâm nữa. Bên kia làm vợ tôi trước, bên kia làm đi trước mà chửi quýnh tôi trước á, tôi chứ không có làm gì. Anh đi biển là đi tàu á hả? Đi ghe ốc á. Đi tàu. Rồi bên kia gây sự như thế nào? Yeah. Bên kia làm cái gì mà lại đâm anh như vậy? Đừng có thấu ra. Là ngõ thì nó chửi quá. Nó chửi quá thì mình đâu có mà dám chửi nó lại đâu. Mày nói nó lại đây. Mày mình làm gì mà chửi anh mày dữ vậy? Đó. Rồi quay lại cha ngồi sát bên nói cha nó cậu ơi, cậu không mà nói nó làm dữ gì dữ vậy cậu. Anh đứng lên đây, anh đứng kế bên chị nè. Đấy rồi xong rồi nó đâm rồi á. Nó đâm rồi đứng cái nữa. Xuống dưới luôn. Chung một ghe hả? Chung ghe luôn. Đi chung một ghe luôn mà gây sự vậy đó hả? Rồi người ta có bị bắt chưa? Bắt rồi. Rồi có đền anh gì không? Không. Sao bị vậy mà không đền? Chưa đền gì trơn. Ra tòa rồi hả? Ra tòa rồi mà chưa. Kể cho gần hơn là ra mấy quận mà bên kia có mặt cái gì đó. Chưa, trước là có mặt mà bên kia nó nói là không có, bên kia là không có chịu. Mẹ quýnh đồn. Bên kia là không có chịu á. Chứ không có gì hết trơn á. Cái vùng mà tổn thương trên cái cơ thể anh là vùng nào vậy? Dạch gan. Trên cái tim này. Bị bao nhiêu phần trăm? Thương tật bao nhiêu phần trăm? Dạ. Em không mấy phần trăm này. Dạ. Này là giống hổ. Này đông. Vậy là ngay phù tim luôn. Tim á, bên đây nè. Bên đây nè. Qua miếng nữa này chết rồi. Chết miếng là chết rồi. Còn giờ đi làm còn đi làm nổi không? Cũng làm hơi hơi chứ không làm đi mới lấy ghẹ rồi. Mới kiếm lấy ghẹ cho thằng em mới tiếp mới nghe mới về mới vô á. Là bị yếu sức khỏe đi rồi đúng không? Yếu rồi. Mà không nổi. Rồi đó mà có đi ốc đó mà. Dạ. Vinh mà cũng không nổi. Dạ. Không nổi. Dạ. Không nổi nghỉ rồi. Dạ. Thằng em nó thiếu bạn, nó kéo cái ghẹ đó. Sao cái tay là giờ là không làm gì nổi hết? Dạ. Chị thì ở nhà không hả? Ở nhà giữ hai đực nè. Hai bé này quậy quá trời. Nó cứ cầm cái này nè. Chi mà bị mẹ quýnh hoài. Rồi em thì nhận được lời cầu cứu là từ ba của anh. Ba chồng á. Ba thì cũng bây giờ là cũng đang gần cây như ý như bôn ba đi để kiếm sống đúng không? Còn gia đình mình thì ở đây, này là nhà dựng tạm. Nhà cửa gì nè, người ta mới xanh nữa. Chị dột nát hết chưa? Chị bao nhiêu tháng rồi? Hả? Chị bao nhiêu tháng rồi? Có bầu bao nhiêu tháng rồi? 6-7 tháng gì vậy? Bạn nói chung là bạn không biết vô bệnh viện hỏi tên, bà còn hỏi tuổi, bà còn không biết tuổi nữa. Dạ. Thấy dạ. Cũng không có ổn định về tinh thần đúng không? Dạ đúng, có giấy mà. Dạ. Do ảnh hưởng của chất độc mà da cam hả? Dạ. Đúng không? Bà hai đó giờ ở đây là gì? Bạn bé này 7 tuổi chưa được đi học luôn nè. Hai bé là có bé nào đến trường không chị? Bé này chưa cho đi học. Chứ không có tiền. Không có tiền đi vô học. Đưa qua cho ba bồng đi. Không có tiền. Không có tiền đi học. Không có tiền đi học. Có hỏi bà biết hỏi sao không? Là vợ ở nhà không hả? Vô là đóng tiền trường nữa, rồi mua sổ sách nữa. Rồi giờ cho em đi thăm nhà cái đi. Rồi. Giường này ai ngủ? Không ai ngủ chứ. Để không vậy đó hả? Để không vậy đó. Rồi hai vợ chồng ngủ ở đâu? Hai vợ chồng ngủ buồn. Đâu dắt em vô coi. Dắt em vô đi. Bên này chị xuống, thì hơi chậm. Đồ đi biển.
không có cần dọn dẹp gì đâu, kệ nó, mình sống sao mình để vậy đi. Mưa gió là nó có bị tạt không chị? Ở ngoài này không có, không có tạt, ở ngoài sau, ở ngoài trước á. Tạt mà che đó. Nè, che ô su lên. Che đó. Tạt lắm. Tạt nhiều xuống dưới trời. Đất thì đất nền luôn. Mưa có ngập không? Trời nước, nước thì nó ngập bỉnh bảng luôn. Dơ dữ trời. Nước lên nó dơ dữ trời. Ngập lên tới giường không? Ngập lên tới khúc này nè, còi đèn nó dơ. À, còn cái dấu khúc lên mắt lên trên nè. Rồi lấy ba cái này nè, chải cho nó bớt dơ một chút. Vậy là tối cả nhà mấy cha con ngủ đây luôn. Rồi nấu nướng sao chị? Nó cái bếp nấu nướng ăn đó. Quá trời lầy lội coi nè. Dạ. Thêm trời mưa nữa. Thấy gì ạ? Cái gì hỏi chị? Dắt em ra ngoài sao luôn đi, chị đi ra luôn, có chừng té nha. Đó, biết cái này là lên cái giường có cái cầu thang nhỏ nhỏ cho mấy bé. Cho mấy hai đứa này leo lên nè, để dơ sình quá, làm cho nó leo lên. Vừa chật mà vừa ngập lục nữa. Rồi nấu bằng bếp củi hay bếp gì chị? Bếp ga. Con bếp của. Cái bếp đây đây ha. Chị ở nhà nấu ăn hả? Anh đi làm về ăn. Ở ngoài sau đó là cái gì nữa vậy? À, cái cầu tắm với hứng nước xài. Quá trời ẩm thấp. Hứng nước nhà nước cái xài á. Con này là con gì? Con dò dẹo với con ấy mới, thằng chồng mới đi biển mới vô. Mới bắt được á ha. Ờ, mới đi biển mới vô. Con này là cầu tắm, con này là hứng nước. Xài nước nhà nước. Đi là phải cúi đầu luôn á, thấp quá. Xài nước nhà nước á. Có xài nước mưa không? Có, hứng nước mưa cũng có, xài nước nhà nước cũng có. Cái này nó te tua vậy rồi đó. Dạ, te tua vậy đó mà chưa có làm lại được, chưa có tiền làm lại được. Quá trời. Rồi tắm ở đâu? Đây ngay luôn. Tắm ở đây luôn. Rửa chén đây luôn. Rửa chén ngay chỗ cái giò đó đó. Rồi đi vệ sinh. Vệ sinh thì đi cầu của người ta. Nhờ cầu ta đăng thích thằng này chút. Đi nhờ hả? Ta cắt bằng cầu này nè, cái mình đi nhờ. Ừ. Tại chừng nào ổn định rồi mình mới có cái chỗ ở mới cắt được mới ấy. Quá trời. Rồi cái nhà nó ẩm thấp nè, nước nó ngập á. Ừ, lấy ba cái đồ che, lấy đồ ba cái lót nè. Lót gì nè, không lót là nó sình dữ trời lắm. Dạ. Rồi bây giờ thì anh đi làm không nổi nữa thì mỗi một ngày vậy kiếm được bao nhiêu? Kiếm được vài triệu xài. Giảm đi. Sao ngày mà vài triệu dữ hả? Đi ghẹ. Đi ghẹ cho thằng em á. Thằng em nó thiếu bạn rồi nó kêu đi tiếp. Nó kêu đi tiếp, kéo tiếp nó. Người ta trả công bao nhiêu? Hả? Người ta trả công bao nhiêu? Thì hai triệu mấy. 2 triệu mấy là đi bao nhiêu ngày mới được 2 triệu mấy? 3 ngày. 3 ngày được 2 triệu mấy. Là 3 ngày là mình sẽ được trả 2 triệu mấy đem về. Rồi. Rồi 1 tháng làm được bao nhiêu ngày? À, có chừng con dây điện hay gì? Ý ai? Rồi. 1 tháng đi làm được bao nhiêu ngày? Làm sáng được 3-4 triệu gì đó. 3-4 triệu gì đó. đi làm á, đi ngoài biển á. Đi biển không nổi gì, người ta đi lưới, ba cái lưới ghẹ đó rồi kéo ghẹ vô đó rồi gỡ tiếp, gỡ cho ta cho trả tiền. Đi mà gỡ lưới ghẹ giống đi gỡ lưới ghẹ cho ta. Giờ tổng cộng tháng được khoảng 3-4 triệu. Đúng không? Đúng rồi. Ta đi ghe vô cái mình đi gỡ ba cái con đó nãy con mấy con đó. Rồi với số tiền đó thì anh có đủ xây sở cho mấy mẹ con ở nhà không? Có được. Đủ ha. Được. Có bao giờ thiếu không? Hả? Có bao giờ thiếu tiền không? Không. Không hả? Bây giờ trong nhà anh chị có còn tiền để dành hay là gạo thóc gì không? Còn. còn tiền. Còn. Còn nhiều không? Cũng còn còn nhiêu đây nè. Hai đâu cho em mượn coi, em không có lấy đâu. Còn có nhiêu đó đó. Còn nữa không? Hết rồi đó. Vậy là còn của anh chị nè. 240 ngàn. À.
đó là còn đó đúng không? Còn còn bữa nào mà hết là không còn đồng nào luôn. Không. Đúng không? Không còn đồng nào, đi mặn mướn. Đi gọi lý rẻ cho người ta. Thực sự thì khi mới hỏi cái gì anh cũng còn hết á, cái gì cũng đủ hết á, nhưng mà do là anh cũng hơi thiệt tình. Giờ còn gạo không? Còn. Đâu còn nhiêu đâu cho em coi luôn đi. Mới cho hôm qua nữa. Đã cho được mấy ký? Cái bao nhỏ đó đó. Chắc được 5 ký quá. Hai bao, chắc bao được 5 ký. Sao bỏ chung với quần áo vậy? Tại bỏ đó nó không có mưa, nó không có giọt, nó không có ướt. Bỏ đây nên giọt nó ướt hư hết, nó móc hết. Rồi còn 240 nay ăn hết rồi, ngày mai lấy tiền đâu mua đồ ăn cho mấy đứa nhỏ. Không có đâu, cơn chồng mới đi biển vô mới có đem cá về ăn, có ăn rồi đâu, có chỉ mua gì nữa đâu. Tối ngày ăn hải sản không hả? Vậy là ngon rồi. Ăn ba cái cá, chồng đem vô rồi khỏi đi mua đồ ăn. Ăn hải sản suốt luôn. Có bao giờ mua thịt ăn không? Không. Mua đồ ăn không, mua cá đồ. Còn hai bé này thì có được uống sữa không? Không, không. Không chú, không có chú uống sữa. Chú ăn cơm không à. Có uống sữa mẹ rồi chút sữa ra, không chú uống sữa bình. Không chú uống sữa bình. Do hai bé không chịu uống hay do không có tiền? Không phải, tại vì không có tiền không cho nó uống. Rồi dứt sữa mẹ ra rồi... Không. Không cho uống sữa bình mà cho uống cho ăn cơm với cháo mà. Có uống nước cơm không? Không. Rồi sắp tới là chị chuẩn bị sanh bé thứ ba rồi. Chị có chuẩn bị gì chưa? Có tả điểm hay gì chưa? Chưa. Chưa có sự chuẩn bị gì luôn? Chưa. Sắp tới là sinh bé thứ ba là chuẩn bị khó khăn đè nặng gia đình nữa rồi. Rồi anh có tính phương án gì không? Chị nói tới đâu tới? Đó, nào tới thì tới đi. Rồi sắp tới đi sanh có chuẩn bị tiền chưa? Chưa. Chưa luôn. Vậy mà nãy hỏi là còn. Phải là hết chứ. Trước thì không có, không có. Bây giờ cái ăn còn phải lo đây. Cái ăn trước mắt còn phải lo đây. Một lần đi sinh bao nhiêu tiền? Hai bé trước nè, đi sinh một bé bao nhiêu tiền? Không biết, không có nhớ. Ông bữa đó đặt đó ông bà và chồng đi sinh không có nhớ. Không nhớ luôn. Không nhớ. Bà và chồng đi sinh không có, lần này không có đi sinh không biết. Khổ quá. Hiện giờ đi sinh cũng không có tiền sinh luôn. Mỗi một tháng lãnh tiền trợ cấp được bao nhiêu? Không biết, nó nhỏ em nó lãnh rồi, nó đem xuống chưa đưa cho lần này xài, không biết, không biết nhiêu. Nhưng mà đưa bao nhiêu phải biết chứ. Không có, không có nhớ nổi. Không biết luôn nữa. Dạ. Nãy giờ trò chuyện với lại theo như lời của hàng xóm thì hai anh chị khá là khờ, nói chung là chậm. Chậm đúng không? Tiền bạc cũng không biết nữa. Anh thì nhìn cơ thể là rất là khỏe mạnh, nhưng mà do là bị cái tai nạn kia xong thì bây giờ là mất sức lao động. Bé này con tên gì đây? Con tên gì đâu, nói chú nghe ai? Con tên gì? Con tên Ý. Nói. Nói đi con. Con tên Ý. Nói con. Nói. Nói. Con tên Ý. Rồi hôm nay là hồi nãy là em thấy là anh đi về lắm, là em bùng đất là đi đâu vậy? Nãy đi biển mới vô. Đi biển hả? Rồi có đem về được cái gì không? Nãy thấy xách được một bọc gì đó. Nãy cái là nhỏ em nó chơi, nãy đưa cho cái chú đi chung với chồng này nè, rồi đưa về chảnh. Đưa về trên nhà kinh âm chảnh, rồi nhỏ em Út nó cho mới đồ về ăn. Chú có lên giạc đi. Nó quậy dữ lắm rồi đó. Con Ý Như hồi đó mẹ quýnh Ý Như đó. Rồi bé thứ ba này có thăm khám gì không chị? Có siêu âm rồi. Bé trai hay gái? Bé trai. Bé trai ha. Sao đẻ dữ vậy? Hai đứa được rồi. Mẹ ốm rồi. Con nè, nuôi hai bé này có thấy cực không? Không cực. Nó nghỉ rồi, không có đẻ nữa. Rồi có biết là sắp tới là gia đình mình sẽ khó khăn thêm không? Không biết luôn. Không biết luôn. Nghỉ nha. Nghỉ, không có đẻ nữa. Biết rồi, nghỉ rồi đó. Chứ đẻ nữa rồi cơm đâu ăn. Nghỉ rồi đó, nghỉ đẻ.
Nước ở đây ngập là do trời mưa hay là do không, nước lên, nước có lên. Nước triều cường dâng lên. Đúng rồi, đúng rồi. Nước nó lũ. Ngập cao lên. Nước lũ nó dâng lên. Là phải ôm con chạy. Ừ. Không chạy đâu không được, nó nước nó lên mà đang lên mà đâu chạy đâu được đâu. Chạy ra đường hả? Chạy ra lộ ngoài đó đó, ngoài lộ miệng ngoài đó đó, ngoài lộ ngoài đó đó. Rồi cái mình đứng đó, đó chừng nào nó giật rồi cái xuống về cái mình dọn dẹp nhà cửa đó. Nước lên lúc giữa khuya rồi sao? Giữa khuya thì mình chạy lơ chạy chừng nào ấy thì lại nhà ta ở thì chừng nào hết nước là về. Xong rồi mình về. Người ta thấy hoàn cảnh mình vậy, người ta cũng cho mình ở rồi chừng nào hết nước dơ về, người ta cho mình về, mình về nhà mình dọn dẹp nhà cửa mình thôi. Nhưng mà nước lên cao như vậy là mình sợ nguy hiểm sập nhà hay là sao? Hay là nước dâng lên đến giường hay là như thế nào mà mình phải chạy? Sợ nó sập cái nhà, nước nó dơ ấy, rồi mấy đứa nhỏ không biết lội tội nghiệp nó. Ừ. Người lớn thì không sao, mà nít tội nghiệp nít thôi. Còn mưa tạt dữ không? Nó cũng dột vậy đó. Ngoài trước nó dọc nát hết trơn luôn. Mới là mô xô căng lên đó chứ không ăn căng là dễ ngủ được. Nó bị lủng lỗ, lủng hang gì đó. Thì mưa tạt nát hết trơn. Giờ hai vợ chồng có mong muốn gì không? Hai vợ chồng có ước mơ gì không? Hả? Không biết. Ước mơ cô không biết hả? Ước mơ có tiền hay là ước mơ như thế nào? Ước mơ có tiền chắc phải nhận gì. Có muốn gì không? Có muốn gì không nói mà anh Thường Quân mới biết. Anh muốn gì? Anh muốn gì anh nói? Muốn tiền. Để làm gì? Để mua đồ đạc rồi nhà cửa rồi. Sửa nhà cửa lại ở. Sửa nhà cửa. Cửa đâu ở. Sửa lại bao nhiêu tiền biết không? Ba chục triệu. Ba chục triệu. Ba chục triệu là sửa đủ hả? Làm lại cái mái đúng không? Làm lại cột kèo đúng không? Anh rồi, rất là hiền. Rồi anh có muốn là mình có tiền để cho hai bé được đến trường không? Tính cho học mà không có tiền nữa chứ. Tính cho học đó mà không có tiền. Đây trường sát bên luôn kìa mà còn không có tiền cho vô học nữa kìa. Bé lớn là tới độ tuổi đến trường rồi nè. À mà có tiền đâu vô học đâu. Trường sát bên luôn kìa, học luôn kìa mà không có tiền cho vô nữa kìa, vô mua sổ sách học nữa kìa. Trường sát bên luôn. Khổ quá. Nói chung là gia đình cái việc ăn uống là cái việc mà cần phải lo trước mắt ha. Rồi mới tới nghĩ tới những cái chuyện khác. Nãy giờ thì cũng chắc là quý cô chú anh chị cũng hiểu về hoàn cảnh của anh chị rồi. Nhân thì nhận được một cái lời cầu cứu và nhìn thấy hình ảnh của chị ngồi ở sau hè cùng với hai đứa nhỏ trong một cái căn nhà nát này á, thì Nhân cũng cùng với Nghĩa đây vượt một cái quãng đường rất là xa, nhưng mà hy vọng rằng sẽ giúp cho gia đình kịp thời trong cái lúc khó khăn này, cũng như là chị thì sắp sanh nở đến rồi. Thì hôm nay Nhân xin trích thêm quỹ để hỗ trợ cho gia đình, ngoài việc là Mạnh Thường Quân của phía bạn Nghĩa tặng gạo với lại mì ha. Thì Nhân xin trích là 4,5 triệu của chị Trần Mỹ Linh và 500,000 là của chị Nhanh, tổng cộng là 5 triệu đồng. Thì cái này gửi cho gia đình, đại diện Mạnh Thường Quân gửi cho chị nè, cất để dành. Rồi sao? Cảm ơn. Cảm ơn ai? Cảm ơn mấy anh. Cảm ơn Mạnh Thường Quân. Tụi em đại diện Mạnh Thường Quân thôi. Thật ra thì anh chị khá là chậm. Bà con hàng xóm nói là chị có bầu mà chị cũng không biết luôn nữa. Đúng không? Đúng rồi. Có bầu mà không biết luôn, rồi vô bệnh viện bác sĩ hỏi tên cũng không biết đọc tên luôn. Rồi biết cất tiền không? Không, đắt đưa cho chồng. Đắt đưa cho chồng đâu đếm coi này nhiêu. Không biết. Không biết luôn hả? Đâu đưa anh đếm đi. Đếm đi để em đưa thiếu rồi sao? Có biết đếm đâu. 5 triệu á. Có biết đếm đâu. Mấy tờ? Mấy tờ? Gì năm? Năm triệu hả? Đúng không á? Đúng. Con nghĩ như lấy máy mẹ nó phải không? Có dư thì trả lại nha. 5 triệu. Nói hỏi thì mừng không? Cười quá trời cười luôn kìa. Mừng không? Tụi em hỗ trợ chút đỉnh thôi, nhưng mà dần túi đó có thuốc men gì đó thì mua. Còn chỗ nào dột quá thì giờ mua tôn hay gì đó chằng lại đỡ. Dạ. Có số điện thoại không? Có. Ừ. Đọc số điện thoại luôn đi anh.
Tại vì tụi em thì ở xa dữ lắm, tụi em không có nhận tiền để mà xuống đây hoài được. Cho nên là có gì Mạnh Thường Quân thì gọi cho anh luôn. Anh nhớ nghe máy nha. 08467 33473. 08467 33473. Tiền mà anh nháo qua đúng được. Không? Rồi. Má hết tiền mà nháo qua được. Rồi em dặn nè, tiền này cất cho kỹ rồi nha, để mất. Rồi. Không có đưa ai nha, hay hai vợ chồng xài nha. Đẹp rồi. Rồi chúc anh nhiều sức khỏe. Cảm ơn rồi. Rồi vậy nha, mẹ tròn con vuông nha. Cảm ơn quý cô chú anh chị nhiều ạ.